Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cái chủ đề của buổi tối hôm nay muốn nói rằng Chúa Giêsu Ngài không thay đổi để thay đổi mỗi chúng ta. Bạn đừng sợ thay đổi. Kể cả căn phòng ngày hôm nay kê bàn ghế như thế này, nó làm cho chúng ta không quen trong cái mắt của bạn nhìn. Nhưng bạn ơi, không phải bất cứ sự thay đổi nào đều mang sự tồi đến cho bạn. Hãy học cách thay đổi. Hãy học cách thay đổi. Amen. Dạ, bạn đang mặc một bộ quần áo. Chỉ có 100 năm về trước, người đàn ông Việt Nam không được mặc cái áo sơ mi như vậy. Khi mà họ mặc như vậy, thậm chí bị giết chết nữa cơ. Nhưng sự thay đổi mới, sự tốt đẹp như vậy giúp cho con người chúng ta càng ngày càng hoàn thiện hơn. Amen. Hãy nói với người lân cận, năm mới này chúng ta cùng nhau thay đổi. Amen. Hallelujah. Hãy trật tự một chút này. Tôi muốn nhân tiện trước khi vào lời của Chúa, muốn gửi gắm tới một số con người mà ngày hôm nay bạn không tới được. Và bạn là những con người sẽ xem cái thước phim truyền hình của chúng tôi bây giờ. Nếu bạn đang buồn khổ trong năm mới này không biết đi đâu về đâu. Nếu bạn thậm chí sau khi qua đêm một khách nào đó, bạn đang ngồi khóc trong căn phòng của bạn và tình cờ bạn xem thước phim này, thì Chúa nói với bạn, Ngài yêu bạn lắm. Có thể bạn vừa buôn bán và vừa trích xong cái liều thuốc phiện vừa rồi. Bạn vừa hít xong một chút bột đá vừa qua. Bạn ơi, Chúa có sứ điệp dành cho bạn buổi tối ngày hôm nay. Bạn có thể là một quan chức đang lấm lét, trốn tránh khỏi luật pháp. Bạn là con người Chúa yêu bạn. Và hết thảy những kẻ mà đang thất bại trong cuộc sống, năm mới, Đức Chúa Trời mang tới cho bạn một sứ điệp quan trọng. Đừng sợ thay đổi. Chúa vẫn như vậy để thay đổi cuộc đời của bạn. Hallelujah. Nào, ban kỹ thuật hãy bật lên câu kinh thánh mà tôi đã chuẩn bị cho mỗi chúng ta tại đây. Lời kinh thánh trong sách Truyền Đạo, một vị rất là khôn ngoan, ông nói với tôi và bạn nhân dịp năm mới này: phàm sự gì đều có thì tiết. Tết Nguyên Đán, dịch ra đúng nghĩa Tết là tiết. Sự thay đổi những khoảng khắc, sự thay đổi thời tiết, sự thay đổi thời vụ. Tiết là thời điểm. Tiết là Tết là thời điểm. Nguyên Đán là một điều gì đó bắt đầu mới hoàn toàn, một sự gì đó mới trong cuộc đời của bạn ngày hôm nay. Phàm sự gì đều có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sinh ra và có kỳ chết. Có nhiều khi bạn được sinh ra một điều gì đó, một công việc được sinh ra, nhưng nó phải kết thúc để một điều gì mới khác được sản sinh ra nữa. Có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đang trồng để trồng điều mới khác vào. Có kỳ giết, có kỳ chữa lành, có kỳ phá dỡ, có kỳ xây cất, có kỳ khóc, có kỳ cười. Bạn ơi, năm vừa qua bạn có thể khóc vì đau khổ của bạn, vì sự thất bại trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn nói rằng tôi có một năm tồi tệ, thì bạn ơi, năm tới này không còn tồi tệ nữa. Không còn sự nào tồi tệ hơn năm qua đâu. Và bắt đầu hãy đứng dậy trên cái đau khổ của bạn. Bởi vì nhiều khi sự đau khổ đó lại mang hạnh phúc cho người khác. Có vẻ đẹp của ngọc trai nào lại không phải trả giá bởi sự đau đớn của con trai khi tiếp nhận một hạt sạn vào trong lòng của nó. Máu và nước mắt của con trai đó đã bao phủ cái hạt sạn đau đớn cứa lòng của mình, để sau một thời gian, con trai bởi sự đau khổ đã sản sinh ra cho đời một viên ngọc trai. Bạn ơi, năm nay là năm mà mang tới từ cuộc đời của bạn viên ngọc trai cho những người khác. Và lời Chúa nói rằng có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa. Năm nay hãy đặt cho đó là năm nhảy múa trong thành công và thắng lợi của bạn. Đừng buồn. Amen. Tiếp theo, lời Chúa nói tiếp rằng, câu kinh thánh tiếp theo nào: có kỳ ném đá, có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp, có kỳ chẳng ôm ấp. Có nhiều khi bạn ôm con của bạn, sau 17-18 năm bạn phải thả con của bạn ra để người khác ôm nó, để chồng nó, để vợ nó ôm nó. Thời kỳ ôm ấp và thời kỳ thả điều mà bạn đang ôm ấp để con bạn tự lập trên chân của mình. Lời Chúa nói tiếp rằng có kỳ tìm, có kỳ mất, có kỳ giữ lấy, có kỳ ném bỏ. Có những cái mà đồ cũ của bạn, bạn phải bỏ ra, bạn phải vứt đi để có điều mới bạn nhận vào. Đừng ôm rẻ rách, đừng ôm những cái cũ trong cuộc đời của bạn. Hãy thả ra để tay của bạn được tự do nhận những điều mới khác. Lời Chúa nói tiếp rằng có kỳ xé rách và có kỳ may lại. Bạn phải xé vải thì bạn mới may được quần áo đẹp cho bạn. Và lời Chúa nói tiếp rằng có kỳ im lặng hỡi những người phụ nữ. Hãy nhận biết được rằng có thời điểm bạn phải im lặng,
rắn miệng của mình lại. Bởi vì có nhiều khi lời của bạn phá hủy hạnh phúc của bạn. Có kỳ nói ra, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình. Bạn yêu dấu của tôi, vì sao Chúa lại đưa ra cho chúng ta sự thay đổi này? Bởi vì câu 11 có nói vô cùng quan trọng. Nếu như bạn có Chúa thì cái bất hạnh của bạn ngày hôm nay sẽ mang hạnh phúc cho người khác. Vì sao chúng ta lại đau khổ và thất bại? Làm sao để biến sự đau khổ của năm vừa rồi trở thành hạnh phúc? Câu 11 lời Chúa nói: phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó, lại Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Chúa đặt sự đời đời ở trong lòng. Bởi vậy cho nên khi bạn khổ đều kêu ối rồi ôi. Người Nga khi khổ họ kêu bố xem ôi. Người Đức, người Anh, bất kỳ một dân tộc nào khổ đều kêu trời ơi. Sự đời đời ở trong lòng con người chính Chúa đặt vào để chúng ta tìm kiếm sự đời đời đó. Và khi có Chúa thì sách Roma đoạn 8 câu 26 nói với chúng ta như sau này. Chúng ta cùng nhau xem sách Roma. Hãy đợi một chút các con, đặc biệt các cháu, nó không thể nhịn nhục được hơn khi mà đồ ăn đang để ở trước mặt. Chúng ta lên thông cảm. Thường mỗi buổi nhóm chủ nhật 60 cháu nhỏ con chúng ta đi thẳng vào lớp học của nó, chia làm 4 lớp. Nhưng ngày hôm nay là ngày Tết cho nên nó ở ngồi cùng bàn của bố mẹ nó. Các con hãy đợi thêm một chút nữa thôi, mục sư sẽ dừng lại bây giờ. Lời Chúa nói: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại, hãy nhắc lại cùng tôi, mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại. Bạn ơi, hãy từ từ. Nếu như cuộc đời của bạn đang bị thất bại, người ta nói rằng mày là con thất bại, mày là thằng thất bại, bạn hãy nói rằng hãy đợi đấy, từ từ, chưa kết thúc, vì nó còn phải hiệp lại nữa cơ. Nó mới chỉ là bắt đầu, chưa phải là kết thúc. Khi nó hiệp lại, Chúa khiến cho mọi sự hiệp lại có ích cho bạn hơn những kẻ đang ngồi tại đây. Đừng buồn và thất vọng vội. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện. Một câu chuyện này rất là quan trọng dành cho bạn. Trước khi bạn ăn tiệc năm mới hôm nay, bạn cần phải nghe câu chuyện này. Người ta nói năm nay là năm con ngựa. Con ngựa khổ. Con ngựa. Thân con ngựa. Thân con trâu con bò. Số của tôi số khổ. Có một câu chuyện mà tôi rất hy vọng qua câu chuyện này Chúa khiến cho bạn hãy trỗi dậy. Đừng để cho số phận tử vi bói toán làm khổ bạn. Câu chuyện nói về một nhân vật có tên là Gia-bê. Hãy bật lên sách Sử Ký 1. Số bạn có thể gọi là số Tý Sửu Dần Mão, hay là bất kỳ một con vật nào trong vòng 12 con vừa rồi. Nhưng bạn ơi, hãy nhìn vào câu chuyện của Gia-bê. Câu chuyện kể lại Gia-bê là một cậu bé sinh ra trong một gia đình nhiều con. Không biết tại sao, nhưng câu chuyện kể lại rằng mẹ Gia-bê đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sinh nó trong sự đau đớn. Không hiểu bà đẻ đứa con này không biết bao nhiêu ngày vật lộn. Bà căm thù cái thai này, làm cho bà đau đớn. Có thể đúng thời điểm mang thai đó, người chồng yêu dấu của bà bỏ bà để lại đứa con với đàn con đông mà không có một đồng tiền nào để nuôi nó. Hát phia thì càng ngày càng ít đi, công ăn việc làm càng ngày càng dở. Mà có thể sắp tới Sở Ngoại Kiều trục xuất về Việt Nam. Và người đàn bà này buồn lắm, đặt tên thằng con, làm cho cuộc đời của mẹ khổ, đặt tên nó là thằng làm tao đau đớn. Bạn có thể bị bố mẹ bạn ruồng bỏ, hay bất cứ một người nào thân nhất của bạn chửi bới. Có thể mẹ bạn đi xem bói và số phận tử vi bói toán mang về cho bạn chỉ là sự đau đớn. Số mày không làm lên trò trống gì. Số mày năm thê bảy thiếp. Số mày số chết non. Số mày là số chỉ là số ruồi bâu. Và từ nhỏ bạn đã được nghe nhồi sọ những điều như vậy. Bạn cảm nhận rằng cuộc sống của bạn đúng thật là như vậy. Đụng vào cái gì cũng hỏng, làm cái gì cũng không xong. Bạn bỏ chồng thứ nhất, bạn bỏ chồng thứ hai, bạn bỏ chồng thứ ba, bạn không dám lấy chồng nữa. Bạn qua 3-4 lần đò rồi mà cuộc đời của bạn vẫn không đâu vào đâu. Tàu của bạn chưa hề cập bến bình yên. Thì hãy lắng nghe câu chuyện của Gia-bê hôm nay. Là một nhân vật bị mẹ gọi là thằng đau đớn, khiến cho ta và nhiều người đau đớn khác. Nhưng Gia-bê không chịu sự đau khổ đó mãi.
ông có thể là một người thương gia bất thành, động cái gì cũng hỏng, bán gia tài của mình và đau khổ. Nhưng có một lần, trong một tiệc năm mới nọ, ông ta tới dự bữa tiệc đó. Ông ta nghe được số phận của Gia-bê. Làm sao để Gia-bê được tôn trọng hơn anh em của mình? Câu kinh thánh tiếp theo: Gia-bê khấn nguyện, Gia-bê la lên với Đức Chúa Trời Israel rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho con, mau bỏ cõi của con, nguyện tay Chúa phù giúp con, giữ con khỏi mọi sự dữ, hầu cho con trắng buôn dầu. Và Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Bạn ơi, cái tên Gia-bê đó đang đứng trước mặt bạn vậy. Cái tên Gia-bê đó là kẻ đang nói những điều mà bạn vừa nghe đấy. 21 năm trời, Gia-bê Trần Mạnh Hùng sống trong sự đau khổ. Số phận tử vi bói toán mà người mẹ yêu dấu của tôi bói cho tôi đã làm khổ cuộc đời của tôi 21 năm. Rồi có một ngày, Trần Mạnh Hùng Gia-bê này, thân thể đầy bệnh tật, đã lao tới và cầu nguyện 5 điều mà được chép trong câu kinh thánh này. Một, Đức Chúa Trời ơi, nếu Ngài đấng sống và có, bạn có thể đang ở đáy của sự khổ nhục, thì ngày hôm nay sứ điệp không phải chỉ dành cho hơn 200 con người tại đây, mà dành cho bạn. Hỡi Gia-bê, vợ của bạn đang đợi bạn. Hỡi Gia-bê nữ kia, chồng của bạn, bố mẹ bạn đang đợi bạn tại nhà. Ai có thể đưa bạn trở về nhà của bạn nếu như bạn ngày hôm nay không đứng khỏi vũng bùn của bạn? Hãy kêu lên lời cầu nguyện như Gia-bê vậy. Hãy la lên điều thứ nhất: Đức Chúa Trời ơi, nếu Ngài sống, hãy ban phước cho con. Gia-cốp đó đã vật lộn với Đức Chúa Trời. Bạn hãy thử mà xem, Chúa của tôi không bao giờ để bạn hổ thẹn đâu. Tôi đã la lên lời cầu nguyện đó, Chúa đã đến trả lời. Tiếp theo, Gia-bê kêu lên điều thứ hai: hãy mở bờ cõi của con, hãy mở tâm trí của con được sáng. Hỡi Cha vinh hiển, ban tâm trí sự khôn sáng, sự tỏ ra cho con. Gia-bê này nhận biết Ngài: hãy soi sáng con mắt của lòng con để con thấy được sự kêu gọi, và qua đó có sự trông cậy, để con thấy được sự giàu có ở nơi vinh hiển, để con được giàu có, không còn nghèo khổ ăn xin nữa. Hãy soi sáng con mắt của lòng con, mở rộng tâm trí của con để biết được quyền năng vô hạn của Ngài hành động trong con. Gia-bê đã cầu nguyện như vậy, la như vậy, và bắt đầu Chúa hành động, mở bờ cõi. Ngày hôm nay bạn đang ngồi tại đây, những dân tộc Nga, Đức, Trung Quốc và người Việt Nam phải chăng là miếng đất mà dành cho Gia-bê khi cầu nguyện lời cầu nguyện đó? Bạn ơi, tôi không nói đùa đâu. Bạn hãy cầu nguyện cho bản thân của bạn lời cầu nguyện như thế: Chúa Ngài sẽ làm. Điều thứ ba, Gia-bê cầu xin Chúa: hãy giúp con, Chúa ơi hãy giúp con. Một lần vua Nguyên cử sứ giả giặc Nguyên sang để tìm cách đánh Việt Nam, thách đấu vua Trần: nếu ngươi có giỏi hãy đánh một ván cờ với ta. Vua Trần đâu có bao giờ đánh cờ. Xin lời khuyên các bô lão và tìm ra được một vị trạng cờ ở vùng đất Hà Bắc hay Hưng Yên thì phải. Ông ta đến nói rằng: thưa vua, hãy nhận lời để cho chiến tranh không xảy ra, với một điều kiện: vua hãy đánh ván cờ đó ở giữa trưa, và hai bên đều có người cầm ô để che lòng cho vua và sứ giặc Nguyên. Tôi sẽ đứng bên cạnh vua, chọc một lỗ ở cái ô đó, mà một lần ánh sáng chỉ tới đâu, vua hãy đi nước cờ như vậy. Và trạng cờ đó đã đứng ở dưới trời nắng đó. Sứ giả giặc Nguyên đã thua và đã rút quân không đánh nước Việt nữa. Bạn ơi, ngày hôm nay có một đấng mưu lược hơn cả mafia tại Đức này.
mưu lược hơn cả những kẻ sâu mà có thể lừa bạn vào cạm bẫy. Ngài mạnh hơn. Ngài nói rằng ta sẽ giúp đỡ các con. Giabê đã hiểu được một điều: nhiều khi lực bất tòng tâm, kể cả triệu phú, kể cả chủ của nhiều cửa hàng tại đây không giúp được ông ta, ngoại trừ một đấng tạo dựng cả vũ trụ này. Ngài mưu lược không ai bằng. Ngài mưu lược đến mức độ rằng Khổng Minh phải ngước mắt lên trời nói rằng: mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Bạn ơi, bạn là ai và tôi là ai mà đuổi Ngài ra khỏi đời sống của mình? Năm mới này, bạn ơi, đừng để cho con ngựa dẫn cuộc đời của bạn. Hãy nhờ Ngài phù giúp bạn. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Điều thứ tư, Giabê cầu xin rằng: hầu, hãy giữ con được khỏi sự dữ. Bạn ơi, biết bao nhiêu sự dữ xảy ra. Chỉ một chiếc xe ô tô của ai đó uống say rượu đi ngược chiều, chiếc xe Mercedes của bạn, Audi của bạn, hoặc bất cứ một xe bọc thép nào không giữ được mạng sống của bạn. Sự dữ rình rập chúng ta dường như trời mưa rào vậy, tránh đâu khỏi ướt. Nhưng Chúa mà đã bảo vệ bạn thì không mũi tên nào lọt được vào trong cuộc đời của bạn. Giabê đã cầu xin rằng: Chúa ơi, hãy bảo vệ con khỏi sự dữ. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Và câu cuối cùng, ông cầu xin rằng: hầu cho con không buồn giàu. Hãy nói với lân cận rằng: đừng có buồn giàu nữa. Hallelujah. Niềm vui của bạn ở trong đó có sức mạnh. Niềm vui của bạn mang lại chiến thắng. Niềm vui của bạn trong Đức Giê-hô-va là sức mạnh. Bởi vậy cho nên, hỡi Giabê đang ngồi tại đây, hoặc Giabê đang xem truyền hình, ngày hôm nay hãy xin Chúa năm điều. Hãy la lên, đừng nằm một chỗ nữa, đừng tủi thân nữa. Một, hãy xin Chúa ban phước cho bạn, đấng sống, đấng có sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Hai, xin Chúa mở rộng bờ cõi của bạn, không phải để cho bạn giàu cho bản thân, để khoe khoang, kiêu ngạo với những người khác. Đừng để cho bạn nói rằng: tôi ngước mắt không bằng ai và nhìn xuống không ai bằng tôi. Điều thứ ba, hãy xin Chúa phù giúp bạn. Bạn ơi, chả có ai giúp được bạn tốt được bằng Ngài. Điều thứ tư, xin Chúa giữ bạn khỏi sự dữ. Luôn luôn có con cá mập nuốt bạn. Bạn ơi, còn nếu Chúa bảo vệ, không ai có thể nuốt được bạn. Điều thứ năm, niềm vui. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đứng dậy. Hallelujah. Tôi muốn cầu nguyện cùng với anh chị em lời cầu nguyện đầu năm mới. Hallelujah. Lời cầu nguyện để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không còn là Giabê nữa. Và chính lời cầu nguyện của Giabê đó đã nhấc ông cao trọng hơn anh em của mình. Khi ông cầu nguyện hết tâm lòng của mình, Chúa Ngài bèn đáp lời Giabê và nhấc ông lên. Và cả hai câu ngắn đó được nằm lọt trong gia phả của Israel. 9 chương liền được trích ra 2 câu riêng dành cho Giabê. Và bạn cũng sẽ làm lên lịch sử nếu như cuộc đời của bạn có Ngài. Hãy cầu nguyện theo lời cầu nguyện của tôi. Hỡi Giabê, kính lạy Chúa Giêsu. Cùng đồng thanh cầu nguyện nào. Kính lạy Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, nhân năm mới, con cảm tạ Ngài vì Ngài chết thay tội cho con và sống lại từ cõi chết. Ngày hôm nay, Ngài là Chúa của con, Ngài là vua của con. Hãy bước vào đời sống con, ban phước cho con, giúp đỡ con, mở rộng bờ cõi của con, gìn giữ con khỏi sự dữ và ban vui mừng cho con. Con cảm tạ Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.